Mua sắm online hết thời, có hãng mở 8 cửa hàng vật lý một năm, nói không với KOL và tiếp thị kỹ thuật số. Alihan và Julie Lavington cùng thành lập nên Sosanda, một thương hiệu thời trang bán lẻ tại Anh vào năm 2016. Chỉ sau vài năm, doanh thu hàng năm của hãng đã tăng lên 42 triệu bảng Anh. Thay vì tiếp cận những chiến dịch tiếp thị kỹ thuật số mới mẻ hay hợp tác với các KOL có tiếng, hai nhà sáng lập hồi tháng 12 cho biết mình đang lên kế hoạch mở thêm 8 cửa hàng vật lý vào cuối năm 2024 tại các thị trấn giàu có. Lý do rất rõ ràng, bất chấp sự bùng nổ của mua sắm trực tuyến, người tiêu dùng vẫn quan tâm đến những sản phẩm được bày bán trên khắp các cửa tiệm, nơi họ có thể trực tiếp trải nghiệm, thử lên người và sờ tận tay chất vải. So với hồi năm 2020 và 2021, mối quan tâm dành cho các cửa hàng vật lý đang tăng dần. Mọi người bắt đầu quay trở lại với mua sắm truyền thống hậu đại dịch, trong khi những người chơi trực tuyến phải vật lộn đối mặt với rất nhiều thách thức xoay quanh mạng lưới hậu cần, chi phí và giá cả. Khách hàng muốn có thể mua sắm ở mọi nơi, họ vừa muốn đến cửa hàng, họ vừa muốn mua sắm trực tuyến, Lavington cho biết thêm. Sự thay đổi trong tâm lý thể hiện rõ trên thị trường chứng khoán, trong đó cổ phiếu của Fraser Group, công ty sở hữu Sports Direct và Flannels tăng gần gấp đôi kể từ đầu năm 2021. Marks và Spencer cũng gia nhập lại chỉ số FTSE 100 vào năm ngoái nhờ doanh thu và lợi nhuận phục hồi mạnh mẽ. Chúng tôi thấy sự tái cân bằng giữa các kênh trực tuyến và cửa hàng vật lý, Tamara Sander-Seron, nhà phân tích bán lẻ thời trang tại Mintel nói, và cho biết điều này khiến các hãng bán lẻ đặt ra câu hỏi rằng đâu mới là kênh phân phối sinh lời. Theo Forrester Research, khi các cửa hàng vật lý mở cửa trở lại, số lượng các đơn đặt hàng trực tuyến tại châu Âu đã ít nhiều chậm lại. Nhu cầu trực tuyến không nhất thiết phải giảm, song trong năm ngoái, mọi người đã quay trở lại mua sắm tại các cửa hàng nhiều hơn. Sander Seron, giám đốc điều hành của gã khổng lồ thương mại điện tử Canada Shopify, nhận định và cho biết việc nhân viên văn phòng đi làm trở lại đã thúc đẩy xu hướng thử quần áo trực tiếp tại cửa hàng. Trong thời kỳ đại dịch, các nhà bán lẻ đã cố gắng cải tiến quy trình cho phép khách hàng nhận và trả đơn đặt hàng trực tuyến tại cửa hàng vật lý. Trước đây, chi phí cố định để vận hành cửa hàng vật lý khá đắt đỏ, thậm chí bị coi là gánh nặng. Tuy nhiên hiện tại, sự sụt giảm đối với giá nhà cho thuê đã khiến các hãng bán lẻ hưởng lợi. Trong khi đó, các hãng bán hàng trực tuyến đang phải chịu mức giá cao hơn cho tất cả mọi thứ, từ vận chuyển hàng hóa đến tiếp thị. John Edgar, giám đốc điều hành tập đoàn Fenwick cho biết, trực tuyến là nơi giao dịch đắt đỏ hơn bao giờ hết, đó là chi phí cho Google, hậu cần, v.v. và chúng thay đổi theo doanh thu bán hàng.